Tớ làm việc trong nhà hát hoặc trên sân khấu. I work in the theaters or on the stage. Tớ được đóng vai làm nhiều nhân vật. I can play the role of many characters. Tớ mang đến cho khán giả những bộ phim hoặc vở kịch thú vị. I entertain the audience with interesting movies or plays. Tớ có trí nhớ tốt vì thường xuyên phải học thuộc kịch bản. I have a good memory because I often have to memorize the script. Công việc của tớ rất thú vị. My job is very interesting. Tớ bạn biết nghề nghiệp của tớ là gì? Do you know what my job is?